gì hả? What time is it? Hello tất cả mọi người. Oh, really? Bây giờ là gần 8 giờ rồi mọi người. Bây giờ mình với chồng mình đi lại Subway hả? Yeah. Subway đang mua sandwich ăn mọi người. Đó, đây là Subway nè mọi người. Mình với chồng mình đang có cái thẻ giảm giá. No. It's not how I hold you. You should be gentle with your wife, man. Yeah, you just married me 6 months, man. I know, but I love to play with you. I don't know how you do. What will you do with me after like 2 years, 10 years? I play with you all the time. This is why I love you. Yeah, I can do anything that I want to. You don't get mad. And you like it. Oh, not really. Not really. Not this mean I like everything you do. The flowers. Okay. Giờ hai vợ chồng đi bộ lại Subway ăn sandwich. Tại vì mình làm biến nay, làm biến nấu ăn quá mọi người. Food long $5.99. Yeah, đang được giảm giá mọi người. Mua về nhà hai vợ chồng ăn. Today I ride my bike but I cannot ride in here. The door entrance for me. I need to ride out. That's right. Because really? this lady they walk on this part. Oh yeah. So I had to go there. Oh wow. The door dangerous. Oh. Yeah. Get off to your bike and walk. And run the way here. Xe chạy quá trời. Cái Subway này được cái nó gần nhà mình mọi người, cho nên. It's good they fixed this part. Oh, they fixed it. Okay, yeah. It's good. Next week I will be good. Okay, giờ mình sẽ quay cái cửa hàng Subway cho mọi người xem. Chồng mình đi lúc nào cũng nắm tay mình vậy mọi người. Sợ mình té. What? I told you I'm gonna hold my hand because you worry I will fall. Yeah, I don't want to go too close to the cars. Yeah. Chồng mình không muốn mình đi không cẩn thận rồi lại gần xe quá nguy hiểm cho nên lúc nào cũng nắm tay mình đó mọi người. I always keep you safe. Ok, giờ mình sẽ quay cái cửa hàng Subway cho mọi người xem ha. Good? Yeah. Đây là... I can't believe you're gonna drive soon. You guys start teaching you to drive. Ở đây nhiều cửa hàng ăn uống đây lắm mọi người. Subway. Like the Subway, the movie. Yeah, many people like it. Thank you. Hey, bây giờ chồng mình sẽ order Subway, order bánh sandwich. Sorry, you gotta take pictures. They want you to take the picture. Yeah. Take a picture? Oh yeah, no picture. Okay. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì mình với chồng mình đã mua xong sandwich rồi và đang đi bộ về nhà. Mọi người nhìn thấy cái khung cảnh xung quanh ở đây đẹp không? Cây cối rất là tốt ha. Thảm cỏ rồi người ta trồng rất là sạch sẽ. Ở đây không tìm thấy được một miếng rác luôn á mọi người. Rất là đẹp. Hoa thì tại người ta trồng rất là nhiều loại hoa cho nên tới mùa nào thì cái hoa của mùa đó sẽ trổ rất là đẹp. Lúc nào cũng có hoa trổ hết. Ở cái con đường này đó, lúc nào cũng có nhiều xe đậu hết á. Mình không biết là tại vì sao mà có nhiều xe đậu trên cái con đường này. Tại vì á, mỗi cái nhà trong cái khu vực này á, là người ta đều có cái gara hết. Và mỗi cái gara chứa được 2 chiếc xe. Vậy mà lúc nào cũng đông xe đậu hết trơn á.
Mình nghĩ chắc là xe của mấy cái người thăm người bệnh ở trong cái bệnh viện á, tại vì cái khu vực của mình sống gần cái bệnh viện mọi người. Nè, các bạn nhìn thấy không? Hai bên đường cây đẹp ghê không? Cái đường đi vô nè, người ta trồng rất là nhiều loại hoa, loại cây kiểng, hoa hồng nữa, người ta trồng hoa hồng rất là nhiều, lúc nào cũng có hoa. Start to go to work. Yeah, Make a lot of money. Make a maybe I go to work. Yeah. You could go to work in 6 months. You could go to work and make 100,000 in 1 year. What does it mean? Hmm? Make 100,000. You could get a very good job. In 6 months? You really, really, really want to. What I can make? How I can make a lot? I didn't finish college. I know this job I tell you about. Yeah, I can learn this. You can get to go to school to learn it. 1 year, 2 year, I can have. 6 months, you can learn it. Really? Yeah. I love that. This is me, honey. It's secret. Yeah. Nobody know about it. Only engineers know about this. Yeah. Only engineers like me know about this job. Yeah. Woohoo! Ok mọi người. Yeah. Ok mọi người. Giờ mình hồi nãy mình đi lại cái Subway á mọi người, cái cửa hàng Subway nó không cho quay phim mọi người, tại hai cái người làm đó người ta không có thích. Thì thôi, người ta không thích thì thôi mình không quay. Thì hai vợ chồng mua về ăn nè mọi người. Chồng mình nữa nè mọi người. Mình bỏ cái này là thịt turkey nè, gà lôi mọi người. Rồi dưa leo nè, bơ nè, rau nè, hành nè, onion. Rồi đi bỏ sốt vô nữa mọi người. Rất là ngon mọi người. Cái này ngon lắm. Mình chia ra mình nữa, chồng mình nữa. Mà chồng mình nói chuyện điện thoại cho nên mình không có quay phim được. Chồng mình ăn hết trơn. Chồng mình ăn hết trơn rồi. Giờ còn cái nửa ổ của mình thôi. Ok, để giờ mình ăn sẽ review cho mọi người xem ha. Ok mọi người. Ok mọi người. Hồi nãy ông xã mình rất nói chuyện với anh của ông xã mình nên cho nên ồn, mình không có quay phim được. Cho nên giờ ông xã mình kết thúc rồi không nói chuyện nữa thì giờ mình sẽ ăn sandwich nè mọi người. Sandwich nè mọi người. Nhìn ngon lắm mọi người. À, có cà chua trong đây nữa mọi người. Mà cái ổ sandwich này á, ổ sandwich này nó hơi bự. Nhưng mà mình ăn ở bên Mỹ á, sao mà người ta ăn cái gì nó cũng bự vậy nè mọi người. Mình phải hả hết họng mà mình ăn cũng chưa chắc hết được cái này đó. Mà vậy mà bên Mỹ người ta ăn à mà hay thiệt. Với lại bên Mỹ có một cái nữa, người ta ăn rất là nhiều mọi người. Nguyên một ổ sandwich dài gấp đôi của mình vậy nè, mà người ta ăn hết luôn á. Đó. Đó là một phần ăn của người ta mọi người. Mình không hiểu tại sao người ta có thể ăn nhiều được vậy. Còn mình với chồng mình thì không có ăn nhiều. Mình thì ăn như đây là no thấy mùa rồi. Chứ ăn gì nổi nữa mà ăn. What are you doing, guy? Me? Yeah. Having a dessert. What are you eating? Nothing. Not too much. Chocolate? Oh. Mm. Not your fault that I ate fat. I'm not too fat. I lost 1 pound. You lost 1 pound? Yeah. I always lose weight on the weekend when I play basketball. Hey, baby, did you try this one? No. Try a different one? No, I no, did you that. Brought it home? Yeah. Oh. You afraid? No, because I don't have time to drink it. Ngon lắm mọi người. Giống như bánh mì của mình nhưng mà nhiều rau hơn. I think the cats really love you. They're very good now. Ok mọi người, mình xin kết thúc video tại đây ha. Để mình
ăn hết cái này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mình hy vọng là mọi người sẽ cho mình một like, một subscribe, đăng ký cái kênh của mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.